bộ huyện Định Hóa đã ghi tháng 12 năm 1945, chi bộ công sở Châu Định Hóa được thành lập. Ngày 26 tháng 6 năm 1946, tỉnh ủy Thái Nguyên đã ký quyết định số 08 thành lập Đảng bộ Châu Định Hóa. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lịch sử xây dựng, củng cố và trưởng thành của Đảng bộ huyện Định Hóa ngày nay. Ngày 21 tháng 5 năm 1946, chi bộ Bảo Cường chính thức được thành lập, tiền thân của Đảng bộ xã Bảo Cường ngày nay. Ban đầu chỉ có 5 đảng viên. Sau 77 năm xây dựng, củng cố và trưởng thành, đến nay Đảng bộ xã Bảo Cường đã có 303 đảng viên sinh hoạt tại 13 chi bộ. Trong đó có 8 chi bộ nông thôn và 5 chi bộ cơ quan. Đảng viên trong toàn đảng bộ luôn cố gắng đoàn kết xây dựng đảng bộ trong sạch, giữ vững vai trò lãnh đạo trong hệ thống chính trị về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh. Kính thưa các đồng chí, chi bộ trường mầm non Bảo Cường được thành lập năm 1998. Sau 25 năm xây dựng và phát triển, đến nay chi bộ nhà trường đã có 23 đảng viên, 100% nữ viên chức trẻ trung và tràn đầy nhiệt huyết. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, chi bộ là nền móng của Đảng, là gốc rễ của quần chúng. Chi bộ trường mầm non xã Bảo Cường luôn nghiêm túc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực thực hiện các phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tôi là Hoàng Thị Thủy, sinh năm 1981, dân tộc Kinh, vào Đảng năm 2005, với cương vị bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường mầm non Bảo Cường. Nhận thức được vai trò trách nhiệm của người lãnh đạo, tôi luôn phấn đấu, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng với thời kỳ hội nhập và đổi mới, cùng đồng thuận tạo nên sức mạnh tổng hợp, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đến với hội thi hôm nay, tôi mong sẽ được học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, xứng đáng với danh hiệu vừa hồng vừa chuyên. Xin được trân trọng gửi lời chào và lời kính chúc sức khỏe tới quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng chí. Chúc hội thi thành công tốt đẹp. Huyện Định Hóa năm 2023 đã cho chúng tôi có cơ hội được đứng trên sân khấu này giao lưu học tập kinh nghiệm trong những ngày tháng 8 đầy ý nghĩa, khơi dậy niềm tự hào về những mốc son lịch sử hào hùng của dân tộc. Trân trọng giá trị hòa bình của hôm nay, xin gửi lời biết ơn vô hạn tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, kính dâng những đóa sen hồng, biểu tượng quốc hoa Việt Nam, cùng những lời tri ân trân trọng tới người anh hùng dân tộc đã cống hiến tuổi xuân cho sự nghiệp giải phóng và bảo vệ Tổ quốc. Vâng, tự hào là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam được sinh ra trên quê hương cách mạng. Tôi, Nguyễn Thị Hồng Thắm, sinh năm 1984, nữ đảng viên dân tộc Nùng, vào Đảng năm 2011. Hiện nay, tôi đang sinh hoạt tại chi bộ Mầm Non, là một trong 15 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Đồng Thị. Với chức vụ bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, tôi luôn phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, thường xuyên bồi dưỡng và tự bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, đáp ứng việc thực hiện nhiệm vụ của tập thể chi bộ, đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trong thời kỳ hội nhập và đổi mới. Vâng, kính thưa các đồng chí, chi bộ mầm non chúng tôi gồm 21 đảng viên. Điều đặc biệt, từ khi thành lập năm 2006 cho đến nay,
100% đảng viên trong chi bộ là nữ. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy xã Đồng Thịnh, chi bộ mầm non luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, dân chủ, thực hiện vai trò là nòng cốt của Đảng, mạnh dạn đổi mới về hình thức, phương pháp, nội dung lãnh đạo, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo sự thống nhất giữa nhận thức và hành động. Nhờ đó, trong những năm gần đây, chi bộ mầm non liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ đã lãnh đạo nhà trường, duy trì các tiêu chuẩn tiêu chí của trường chuẩn quốc gia mức độ 2, lãnh đạo việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó ưu tiên ứng dụng các phương pháp giáo dục mới như STEAM, Montessori và đưa tiếng Anh vào trường học. Bên cạnh đó, chi bộ chúng tôi luôn đề cao việc học tập, vận dụng và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với mỗi vị trí việc làm. Toàn chi bộ ra sức thực hiện phong trào thi đua, chung sức xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số, cải cách hành chính, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần vào sự phát triển của giáo dục xã Đồng Thịnh và huyện Định Hóa. Vinh dự năm học 2022-2023 vừa qua, tập thể mầm non Đồng Thịnh được xây tôn danh hiệu cờ thi đua của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Dưới lá cờ Đảng vẻ vang, những thành tích đó chính là minh chứng khi chúng tôi, những nữ đảng viên chi bộ mầm non với mỗi tên gọi, mỗi dân tộc khác nhau, nhưng cùng chung mục tiêu đoàn kết, đồng thuận, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Kính thưa các đồng chí ban giám khảo và các quý vị khán giả, sau đây tôi xin phép được trả lời phần câu hỏi nghiệp vụ của mình.
Kính thưa các đồng chí, sinh thời thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn nhấn mạnh về vai trò của công tác dân vận đối với công tác xây dựng đảng cũng như củng cố chính quyền. Và theo chiều dài lịch sử phát triển của đất nước thì đảng và nhà nước ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược. Khi làm tốt công tác dân vận sẽ là một điều kiện quan trọng để đảm bảo cho sự lãnh đạo thành công của đảng. Và theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, thì dân vận là vận động tất cả các lực lượng từ mỗi người dân và không để sót bất cứ người dân nào, nhằm tạo nên lực lượng toàn dân để cùng thực hiện các cái công việc cần thực hiện và đã được đảng, cũng chính phủ cũng như là toàn đoàn thể giao cho. Và theo quan điểm của bác thì công tác dân vận không đơn thuần chỉ sử dụng báo chương, sách vở hay là meeting mà đã đủ, mà bác nhấn mạnh rằng đối với công tác dân vận thì phải làm thế nào để giải thích cho mỗi người dân hiểu được thật là rõ ràng khi thực hiện mỗi việc thì sẽ đem lại lợi ích gì cho dân và nhiệm vụ của họ là phải làm gì. Khi đã hiểu và nhận thức đầy đủ thì họ sẽ ra sức hăng hái thực hiện cho kỳ được. Và cái vấn đề thứ hai nữa là bất cứ một công việc gì cũng phải đưa ra bàn bạc với dân và hỏi ý kiến cũng như kinh nghiệm từ trong dân. Điều đặc biệt nữa là khi lập kế hoạch thì phải cùng với dân bàn bạc để cho thiết thực và sát với tình hình cũng như hoàn cảnh thực tiễn của địa phương để đảm bảo kế hoạch có tính khả thi. Và sau đó thì cũng vận động cũng như là tổ chức cho toàn dân thi hành. Và trong quá trình thi hành thì hết sức lưu ý đến việc động viên cũng như là theo dõi để có những giúp đỡ kịp thời đối với người dân. Sau khi thi hành thì phải cùng với dân kiểm thảo lại. Mục đích của việc kiểm thảo lại là để tìm ra những cái ưu điểm để phát huy và những cái mặt hạn chế còn tồn tại để có những giải pháp khắc phục, kịp thời rút kinh nghiệm, phê bình cũng như là tuyên dương khen thưởng. Vâng, kính thưa các đồng chí, chi bộ mầm non chúng tôi là một chi bộ giáo dục. 21 đồng chí đảng viên thì đã thấm nhuần tư tưởng, quan điểm cũng như lời dạy của bác về công tác dân vận. Bác đã từng nói, dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thắng lợi. Chính vì vậy mà trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như nhiệm vụ chuyên môn, chúng tôi càng nhận thấy rõ về vai trò của công tác dân vận đối với từng đồng chí đảng viên gắn với mỗi vị trí việc làm. Chính vì thế chi bộ chúng tôi cũng xác định công tác dân vận có vai trò quyết định đến sự thành công của cá nhân cũng như tập thể. Vâng, chính vì vậy mà chi bộ chúng tôi cũng đã hết sức là chú trọng trong cái việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao cái nhận thức về quan điểm đối với công tác dân vận, vai trò tầm quan trọng của công tác dân vận, nhất là thông qua cái việc thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ cũng như là đại hội các đảng bộ các cấp. Và nội dung cốt lõi của đại hội, nghị quyết đại hội 13 của đảng về công tác dân vận thì cũng đã nêu quan điểm dân là gốc và đổi mới các hình thức dân vận gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó thì chi bộ cũng đã quán triệt triển khai chỉ thị số 33 ngày 6 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi mới công tác dân vận đối với các đơn vị hành chính nhà nước cũng như là chính quyền các cấp để trong tình hình mới để nhằm nâng cao về tư tưởng của cán bộ đảng viên, lan tỏa tới giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Và báo cáo đồng chí là bên cạnh đó thì chi bộ chúng tôi còn quan tâm tới cái việc thực hiện công tác dân vận trên cái lĩnh vực chuyển đổi số, cải cách hành chính nhằm nâng cao cái năng lực quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân. Đối với lĩnh vực này thì chúng tôi tăng cường, nhất là thời gian gần đây khi mà thực hiện đề án 06 của ban dân tỉnh thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền để phụ huynh cài đặt những cái mã định danh cho các con cũng như là các cái tài khoản để thuận tiện trong quá trình là chi trả các cái chế độ cũng như thu nộp không dùng tiền mặt, phổ biến các cái thủ tục hành chính để phụ huynh cũng như là người dân tiện liên hệ trong công việc, thuận lợi và tránh rườm rà, tránh mất thời gian. Đặc biệt là chúng tôi tận dụng các cái tiện ích công nghệ thông tin như là sử dụng cái trang thông tin điện tử của ngành giáo dục cũng như là của trường, các trang fanpage, Zalo, group Gmail để chúng tôi tuyên truyền
để người dân thuận tiện nắm bắt các cái thông tin về tuyên truyền cũng như chuyển trường cho các con hay là tuyển sinh vân vân. Thế nhờ đó thì bà con nhân dân cũng dần dần hiểu và nắm rõ hơn về cái chuyển đổi số cũng như công tác cải cách hành chính trong ngành giáo dục và đào tạo. Và có các đồng chí là bên cạnh đó thì chúng tôi còn tăng cường công tác dân vận thông qua cái việc là quản lý đội ngũ giáo viên, nhân viên và nâng cao năng lực chuyên môn. Thế thì chúng tôi cũng đã tạo điều kiện cho các cô giáo, cán bộ giáo viên, nhân viên đi bồi dưỡng nhằm nâng cao các cái năng lực về chuyên môn cũng như kỹ năng nghiệp vụ. Và bên cạnh đó thì chi bộ chúng tôi đặc biệt quan tâm cái việc là tổ chức các cái hình thức thao giảng chuyên đề với cái hình thức hội thảo và mạnh dạn áp dụng các phương pháp giáo dục mới như STEAM. Thì chúng tôi đã mạnh dạn đưa vào các cái dự án, đây là những phương pháp mới, tuy nhiên là chúng tôi có cái sự chắt lọc để đưa vào đối với các em bé của trường mầm non Đồng Thị một cách phù hợp với cái điều kiện của nhân dân, điều kiện thực tế và kinh tế trên địa bàn. Và chúng tôi cũng đã thu hút được cái sự vào cuộc của bà con nhân dân rất là tốt. Bước đầu như vậy nên là công tác dân vận này đã mang lại cho chúng tôi cái niềm tin bước đầu của bà con nhân dân và địa phương trên địa bàn. Vâng, bên cạnh đó thì chúng tôi cũng còn tăng cường cái công tác dân vận thông qua cái việc kiểm tra giám sát và tiếp dân. Thì chúng tôi cũng linh hoạt kiểm tra giám sát thông qua kiểm tra chuyên đề, thông qua kiểm tra theo kế hoạch, hay là trong hàng ngày thì cũng có thể là tổ chức kiểm tra để giúp đỡ khi mà có những cái vấn đề tình huống để giải quyết cho nó kịp thời. Đấy, và giải quyết những cái nguyện vọng khi mà phụ huynh hay là người dân có những cái ý kiến đối với các cái công tác quản lý cũng như công tác giáo dục của nhà trường. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tăng cường công tác dân vận thông qua việc tham gia các hoạt động xã hội, đặc biệt là phối hợp thật là tốt với Mặt trận Tổ quốc cũng như là các đoàn thể trên địa bàn xã Đồng Thị trong cái công tác tuyên truyền vận động học sinh ra lớp, hay là huy động cái sự ủng hộ đối với học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và thực hiện kịp thời các cái chế độ chính sách đối với các học sinh theo quy định của nhà nước như là khuyết tật, diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Bên cạnh đó thì chúng tôi thực hiện tham gia phối hợp với địa phương trong cái việc là thực hiện đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi các cái gia đình chính sách trên địa bàn. Và đặc biệt là chúng tôi có cái sự phối hợp chung sức thực hiện cái phong trào thi đua điện hóa, chung sức xây dựng nông thôn mới và tham gia phối hợp với các xã, các xóm mà trường đóng trên địa bàn và nhân dân toàn xã để thực hiện rất là tốt cái phong trào ngày chủ nhật xanh. Thế và bên cạnh đó thì trong công tác nhân vận chúng tôi đặc biệt lưu ý đến cái việc nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện công tác nhân vận. Đặc biệt là đối với chi bộ chúng tôi thì đồng chí bí thư chi bộ cũng đồng thời là hiệu trưởng nhà trường thì phụ trách công tác dân vận cũng như là chịu trách nhiệm chỉ đạo các cái quy định của nhà nước, của pháp luật về quy chế dân chủ ở cơ sở và thực hiện cái phòng chống tham nhũng công khai theo quy định. Và hàng năm thì chúng tôi có tổ chức tốt cái hội nghị viên chức để lắng nghe những cái ý kiến, những nguyện vọng chính đáng của nhân dân và của cán bộ giáo viên, nhân viên. Từ đó thì cùng thiết lập mục tiêu để cùng thực hiện trong cả một năm học. Do đó là có cái sự đồng thuận rất cao từ các đồng chí đảng viên nói chung và cán bộ giáo viên, nhân viên trong đơn vị. Thế bên cạnh đó thì chúng tôi cũng cố gắng là tuyên truyền cũng như vận động các đồng chí cán bộ giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc đạo đức công vụ cũng như là đạo đức nhà giáo và tinh thần phục vụ nhân dân. Và điều đặc biệt nữa là công tác thi đua khen thưởng thì chúng tôi cũng gắn với công tác dân vận, bởi vì công tác thi đua khen thưởng là có tính thúc đẩy rất là cao đối với cá nhân cũng như là tập thể. Chính vì vậy mà ngay từ đầu năm học trong hội nghị viên chức thì chúng tôi cũng đã có xây dựng các cái tiêu chí, và cái tiêu chí này thì có liên quan đến công tác dân vận, bởi vì công tác dân vận gắn với mỗi vị trí việc làm, đặc biệt là cấp học mầm non chúng tôi, công tác dân vận cũng rất là quan trọng hơn so với các cấp học khác. Theo quan điểm của tôi là như vậy, bởi vì cái cấp học mầm non này đặc thù là có thêm mạng chăm sóc và nuôi dưỡng, rất cần sự đồng thuận vào cuộc của bà con nhân dân. Nếu có sự đồng thuận thì quá trình thực hiện các cái nhiệm vụ kế hoạch thì rất là khả thi. Vâng, và các đồng chí, là chính vì vậy những năm qua thì chi bộ cũng đã được đảng ủy xã Đồng Thị tặng giấy khen. Và đối về chuyên môn thì trường mầm non Đồng Thị cũng là một trường được cấp trên đánh giá là một trường mạnh dạn áp dụng các cái phương pháp để nâng cao chất lượng giáo dục. Chính vì vậy mà năm học 2022-2023 vừa qua thì tập thể chúng tôi cũng đã được cờ thi đua của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Vâng, với những kết quả như vậy thì một lần nữa khẳng định vai trò rất là quan trọng của công tác dân vận. Và với cương vị là đồng chí bí thư chi bộ thì chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác dân vận tại chi bộ, và làm sao để mỗi đồng chí đảng viên xứng đáng với lời dạy căn dặn của Bác Hồ đã được trích trên bài viết dân vận trên báo Sự Thật số 120.
ngày 15 tháng 10 năm 1949, bác có nói người làm công tác dân vận phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, miệng nói, chân đi và tay làm. Khi thực hiện tốt những cái kỹ năng như vậy thì sẽ giúp cho mỗi đồng chí đảng viên sẽ là một người dân vận khéo. Khi là một người dân vận khéo thì chắc chắn sẽ góp phần thực hiện thành công các cái nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của chi bộ. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông chị. Vâng ạ, chúc mừng phần thi, phần trả lời câu hỏi nghiệp vụ rất xuất sắc của đồng chí Nguyễn Hồng Thắng. Và sau đây xin mời thí sinh Cát Thăng, vị giám khảo sẽ đặt câu hỏi cho mình. Xin mời vị giám khảo Ngô Minh Hoàng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó giám đốc Trung tâm Chính trị huyện sẽ đặt câu hỏi cho thí sinh Nguyễn Hiểu Thắng của chúng ta. Xin mời giám khảo. Đầu tiên xin được chúc mừng anh em của Đảng bộ xã Đồng Thịnh đã thực hiện xuất sắc cái phần thi nghiệp vụ của mình. Và sau đây tôi xin được đặt một câu hỏi rất mang tính thời sự và phong trào. Trong gian gần đây được tất cả gây hiệu ứng lớn, giống là sự đồng thuận và sự vào cuộc lan tỏa của đông đảo người dân trên địa bàn Định Hóa. Là sau một thời gian triển khai ngày Chủ nhật xanh được đông đảo nhân dân ứng, nhưng một số tuần gần đây phong trào có biểu hiện đi xuống, ít người tham gia ở khu vực dân cư. Với vai trò là bí thư chi bộ, đồng chí có biện pháp gì để giải quyết tình huống trên? Chị nghe đóng hỏi chưa? Dạ vâng ạ. Xin mời chị trả lời. Vâng, kính thưa các đồng chí đại biểu, lãnh đạo đại biểu và các đồng chí ban giám khảo. Thực tế thì phong trào Chủ nhật xanh đang thực hiện rất là tốt ạ. Nhất là ở địa bàn xã Đồng Thịnh. Bởi vì có cái sự lãnh đạo chỉ đạo rất là chi tiết, cụ thể, quan tâm sát sao từ lãnh đạo huyện đến phòng ngành giáo dục đào tạo, cũng như là địa bàn xã Đồng Thịnh có phân công rất là cụ thể cán bộ phụ trách. Tuy nhiên là với tình huống này thì xin phép các đồng chí là với vai trò là bí thư chi bộ thì tôi sẽ phải xem xét một cách khách quan. Phong trào ngày đầu thì bà con nhân dân tham gia rất là tốt, chứng tỏ là cái việc nhận thức của bà con nhân dân về cái mục đích của phong trào ngày Chủ nhật xanh là rất tốt, và cũng nhận thức được cái vai trò trách nhiệm của bản thân cũng như gia đình khi mà thực hiện phong trào ngày Chủ nhật xanh. Tuy nhiên là khi có biểu hiện, phong trào có biểu hiện đi xuống thì chứng tỏ là sẽ phải tìm ra nguyên nhân ạ. Chắc chắn là phải tìm ra nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan để có hướng giải quyết kịp thời để tiếp tục đưa phong trào ngày Chủ nhật xanh phát triển. Thế thì trước tiên thì tôi nghĩ rằng sẽ phải triệu tập một cuộc họp. Cuộc họp này thì sẽ phải có chi ủy cũng như xóm mặt công tác mặt trận, đại diện các cái chi hội cũng như là đoàn thanh niên. Bởi vì là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì các đồng chí đứng đầu này thì có thể đã nắm bắt được rồi. Nắm bắt được phần nào về tâm tư, nguyện vọng hay là có những khúc mắc gì đó mà nhân dân chưa đồng thuận. Thì khi họp lại thì chúng tôi sẽ nắm bắt lắng nghe ý kiến từ các đồng chí dự họp. Đấy, sau đó thì sau khi thu thập thông tin xong thì cũng sẽ bàn một cái cách là lý do chủ quan. Ví dụ là cái việc phân công của các đồng chí mà được phụ trách ấy, nó đã thực sự thỏa đáng chưa? Đấy, nếu mà chưa thỏa đáng thì chúng ta phải điều chỉnh về đấy là lý do chủ quan. Tôi lấy ví dụ như là việc phân công các cái khu vực thực tế thì có những cái việc nó rất là nặng thì chúng ta phải sắp xếp những cái nhân lực nó các đồng chí nào nó khỏe hơn. Thế còn đối với phụ nữ và những người có tuổi khi tham gia thì chúng ta sẽ phải sắp xếp những cái khu vực mà công việc nó vừa sức. Từ đấy là một ví dụ, chứ còn trong thực tế thì có thể là rất nhiều những cái tình huống phát sinh nữa. Thế thì nếu mà có những cái lý do khách quan, ví dụ như là ở nông thôn thì vào mùa vụ cũng sẽ rất là bận rộn, chè thì ban rồi, lúa rồi mạ rồi, nhỡ đâu nó mưa gió gì đó mà nó bị ngập úng chẳng hạn thì có, tôi nghĩ là có lẽ là các đồng chí có trách nhiệm thì cũng phải linh hoạt để rời cái thời gian đấy để cho bà con nhân dân vẫn lao động sản xuất mà vẫn có tinh thần để tham gia thật là tốt với phong trào Chủ nhật xanh. Đấy, thì bởi vì là tôi nghĩ rằng là cái phong trào Chủ nhật xanh nó không phải là thực hiện hình thức mà nó là cái nền tảng để tiến tới là chúng ta có tất cả những ngày xanh trong tuần, thứ hai cũng xanh, thứ ba cũng xanh, vân vân đến thứ bảy xanh, và tiến tới là ý thức của bà con nhân dân là ngày nào cũng xanh để dẫn đến môi trường xanh sạch đẹp. Thế thì sau đó dự kiến các cái phương án như vậy xong thì sẽ tiếp tục phân công các cái đồng chí có trách nhiệm đấy đến xem là tâm tư nguyện vọng của những cái gia đình mà người ta đang không tham gia ấy, thì cặn kẽ hơn xem là họ còn có cái tâm tư gì mà họ chưa nói ra không, thì cũng dần dần tìm cách khắc phục. Thế còn báo cáo đồng chí là đặc biệt là cái công tác tuyên truyền, thì sau đó nhận diện như vậy rồi thì tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh, có sự vào cuộc của tất cả các ban ngành đoàn thể, các chi hội, tăng cường các tuyên truyền để người dân hiểu rằng cái ngày Chủ nhật xanh này không phải chỉ thực hiện mỗi giai đoạn này xong thôi ạ, hay là vì chúng huyện chúng ta đang cán đích nông thôn mới, chuẩn bị cán đích nông thôn mới để thực hiện xong thôi ạ,
mà cái mục đích làm sao đấy để phục hồi cái môi trường hướng tới phát triển tương lai bền vững. Bởi vì ai cũng biết là theo cái dư luận thông tin đại chúng bây giờ thì cái tình trạng ô nhiễm môi trường rất là đáng báo động, đặc biệt là từ nguồn rác thải, và nhân dân thì ý thức chưa cao, đặc biệt là trong mùa dịch có rất nhiều những người dân vứt xác động vật ra sông ra suối hay là vứt rác ra ngoài đường với quan điểm nháy nháy là miễn là ra khỏi công viên nhà mình ạ, miễn là ra khỏi ruộng vườn nhà mình đấy. Tôi nghĩ là cũng có như vậy. Thế thì làm thế nào đấy để mà khi phun thuốc xong không vứt sang nhà bên cạnh, không vứt ra ruộng bên cạnh, không vứt ra mương bên cạnh vân vân, thì phải tuyên truyền nâng cao ý thức người dân để hướng tới một cái môi trường bền vững, thu thập rác thải đúng nơi quy định. Bởi vì là bây giờ thì thực ra là ở khu nông thôn thì các khu xử lý rác cũng chưa thực sự là chưa được đảm bảo. Thì các đồng chí lãnh đạo cũng đã rất là quan tâm rồi, thì tôi tin tưởng rằng với cái mọi hình thức tuyên truyền cũng sẽ giúp cho bà con nhân dân nhận thức tốt đầy đủ để hướng tới là chúng ta có ý thức hơn, giữ gìn môi trường trong sạch, trồng thêm cây xanh, vệ sinh rác thải, rồi giữ về gìn vệ sinh nguồn nước. Và chúng ta phải tăng cường các cái hình thức bằng nhiều hình thức khác nhau, cũng có thể là khi đến thăm hỏi thì cũng tuyên truyền thêm, hay là tuyên truyền qua loa phát thanh của xóm, hay là các cuộc họp của các chi hội, đặc biệt là tuyên truyền với các nhà trường để nâng cao cái chất lượng cho học sinh, giữ gìn bảo vệ môi trường. Và trong quá trình đấy thì nếu như mà có những cái trường hợp khó thì phải báo cáo với địa phương, ví dụ như người ta không cố tình không thực hiện thì để có hướng giải quyết. Vâng, tôi xin hết phần tình huống của mình. Vâng, một lần nữa kính chúc sức khỏe các đồng chí đại biểu, cảm ơn các đồng chí ban giám khảo và rất cảm ơn các quý vị khán giả đã đồng hành với các thí sinh chúng tôi trong hội thi ngày hôm nay ạ. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ạ. Kính thưa quý vị đại biểu, quý ban giám khảo, thưa toàn thể hội thi, tôi hôm nay tôi rất vinh dự được đại diện cho 14 đồng chí là bí thư chi bộ thuộc đảng bộ xã Lịch Thông tham gia hội thi bí thư chi bộ giỏi huyện Định Hóa năm 2023. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi tới quý ban giám khảo, quý vị đại biểu lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất, chúc hội thi thành công tốt đẹp. Kính thưa các đồng chí, tôi là Nguyễn Thị Huế, là bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường tiểu học Linh Tâm. Năm 2007, rất vinh dự cho tôi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Với vai trò là bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, tôi luôn kiên định với chủ nghĩa Mác, Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chỉ đạo các đồng chí cán bộ, đảng viên, viên chức trong toàn đơn vị thi đua thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Cá nhân tôi đã đạt được nhiều kết quả trong công tác và nhận được nhiều giấy khen của các cấp. Vâng, thưa toàn thể các đồng chí, chi bộ trường tiểu học Liên Thông với tổng số là 15 trên 15 đồng chí đảng viên thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong những năm qua, chi bộ luôn chỉ đạo các đồng chí đảng viên thi đua thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đặc biệt là kế hoạch, nhiệm vụ của nhà trường. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chi bộ cũng luôn luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng. Trong 8 năm gần đây, chi bộ trường tiểu học Minh Thông đã kết nạp được 7 đồng chí vào đảng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đã có nhiều giáo viên tiêu biểu đạt thành tích cao trong các cuộc thi cấp huyện. Có 2 đồng chí được nhận bằng khen của tỉnh và số lượng học sinh tham gia các cuộc thi cấp huyện, cấp tỉnh ngày một tăng. Vâng, thưa toàn thể các đồng chí, rất vinh dự cho chi bộ trường tiểu học Liên Thông, chúng tôi đã được nhận bằng khen của bí thư tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên khen chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liên tục. Và năm 2022, trường tiểu học Liên Thông vinh dự được đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Trong thời gian vừa qua, thực hiện cuộc vận động học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chi bộ trường tiểu học Liên Thông vinh dự được nhận giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Thưa toàn thể các đồng chí, trong năm qua, thực hiện nghị quyết số 05, nghị quyết của huyện ủy Định Hóa về việc xây dựng nông huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới, chi bộ chúng tôi đã quán triệt các chỉ thị, nghị quyết và tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, viên chức trong nhà trường thực hiện tốt và chung tay xây dựng xã Liên Thông đạt chuẩn nông thôn mới
góp phần xây dựng chung tay cùng huyện Định Hóa về đích nông thôn mới trong năm 2023. Thưa toàn thể các đồng chí, trong quá trình chúng tôi thực hiện nhiệm vụ, chi bộ chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, phòng giáo dục và đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương. Các đồng chí trong chi bộ chúng tôi luôn kiên định và thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Vâng, thưa toàn thể các đồng chí, thật may mắn cho tôi hôm nay được tham gia hội thi bí thư chi bộ giỏi huyện Định Hóa. Tôi xin trân trọng cảm ơn ban tổ chức đã tạo ra một sân chơi hết sức quan trọng và bổ ích này để cho chúng tôi, những người làm công tác tuyên truyền, có thêm kinh nghiệm, kỹ năng để giúp chúng tôi thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn phần giới thiệu của thí sinh Nguyễn Thị Huế. Và sau đây, xin mời thí sinh bắt thăm câu hỏi nhiệm vụ. Câu hỏi của thí sinh như sau. Câu hỏi số 6. Đồng chí hãy nêu những hình thức chủ yếu về công tác tuyên truyền, liên hệ thực tế tại chi bộ đồng chí. Và xin hỏi thí sinh đã sẵn sàng cho câu trả lời của mình hay chưa? Tôi sẵn sàng. Vâng, thời gian cho thí sinh bắt đầu. Vâng, kính thưa ban giám khảo, thưa toàn thể hội thi, các hình thức tuyên truyền trong thực hiện công tác, thực hiện nhiệm vụ thì có các hình thức. Thứ nhất là tuyên truyền điện. Thứ hai là tuyên truyền qua các kênh thông tin như là qua pano áp phích, qua văn bản. Rồi tuyên truyền qua hình thức sân khấu hóa. Tuyên truyền tổng hợp qua các kênh thông tin đại chúng. Và tổng hợp tất cả các cái hình thức tuyên truyền miệng, tuyên truyền qua băng rôn khẩu hiệu, tuyên truyền sân khấu hóa. Vâng, thưa toàn thể các đồng chí, để thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền này, đối với chi bộ chúng tôi thì chuẩn bị kế hoạch nhiệm vụ cho năm học mới, thì với cương vị là bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, tôi phải xây dựng căn cứ vào cái kế hoạch nhiệm vụ năm học, khung chương trình thời gian năm học và quyết định giao biên chế hàng năm. Thì tôi đã xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể, báo cáo với chính quyền địa phương và họp ban tri ủy, sau đó là thống nhất xin chủ trương của phòng giáo dục. Và chúng tôi sẽ triển khai cái kế hoạch dự thảo đến toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ. Sau khi đã hoàn thiện cái dự thảo, bản dự thảo và xin ý kiến rộng rãi của các đồng chí đảng viên cũng như là viên chức, thì chúng tôi sẽ triển khai đến toàn hợp đồng. Và thông qua cái kế hoạch này thì nhà trường chúng tôi lại tiếp tục tuyên truyền đến phụ huynh học sinh, đến bà con nhân dân trong toàn địa phương, bắt đầu từ kế hoạch ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Và để hưởng ứng cũng như là thực hiện duy trì cái trường chuẩn thì chi bộ cũng như nhà trường chúng tôi tuyên truyền đến phụ huynh là chung tay cùng nhà trường xây dựng trường học sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn, để làm sao tất cả các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo đều cùng chung tay với cái công tác tuyên truyền để đảm bảo duy trì cái chất lượng giáo dục của nhà trường. Thì chi bộ chúng tôi cũng đã vạch ra cái kế hoạch rất cụ thể, giao chỉ tiêu căn cứ vào cái chất lượng của năm học trước để triển khai cái kế hoạch của năm học mới, làm sao đảm bảo. Nhờ làm công tác tuyên truyền của chúng tôi có rất nhiều hình thức, như là gửi cái kế hoạch cũng như là thông điệp qua Zalo của nhóm lớp, hay là qua các cái đặc biệt là tuyên truyền đến các đồng chí là bí thư chi bộ cũng như là trưởng thôn, để qua đó các đồng chí bí thư chi bộ cũng như là ban công tác mặt trận xóm sẽ tuyên truyền đến người dân để giúp cho nhà trường hoàn thành được cái kế hoạch nhiệm vụ năm học đề ra. Vâng. Phần trả lời tôi đến đây là hết. Vâng ạ, với câu hỏi vừa rồi thì xin hỏi thí sinh là chúng ta có bổ sung gì thêm cho phần thi của mình không ạ? Không, tôi... Dạ vâng. Vậy thì xin mời thí sinh chúng ta tiếp tục phần thi ứng xử.
Tại phần thi xử lý tình huống, giám khảo đặt câu hỏi cho thí sinh Nguyễn Thị Huế đến từ Đảng bộ xã Linh Thông là giám khảo Lương Văn Ngân, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tổ chức huyện ủy. Xin trân trọng kính mời giám khảo. Trước hết xin chúc mừng thí sinh Nguyễn Thị Huế đã hoàn thành phần thi nhiệm vụ. Tôi xin đặt một câu hỏi tình huống cho thí sinh Nguyễn Thị Huế. Giả sử đồng chí bí thư chi bộ thôn hoặc trưởng thôn mà ở tại địa bàn đồng chí quản lý có một học sinh nữ chưa đủ 18 tuổi nhưng thông qua bà mối thì gia đình bắt cháu này nghỉ học để lấy chồng, là bí thư chi bộ thì đồng chí sẽ giải quyết việc này như thế nào? Xin mời. Vâng, kính thưa ban giám khảo, với cái tình huống mà có một nữ sinh mà chưa đủ 18 tuổi, gia đình bắt nghỉ học để kết hôn thì với tôi thì trước tiên là tôi sẽ đến gia đình tìm hiểu xem là có đúng là cái sự việc đấy có hay không. Thứ hai là tôi cũng phối hợp với lại ban công tác mặt trận của thôn để cùng phối hợp và phân tích trò chuyện với gia đình của cái nữ sinh đó. Bên cạnh đó thì cũng phối hợp với nhà trường, rồi hội phụ nữ, các đoàn thể trong xóm để tìm cách tháo gỡ. Đặc biệt là với cái trường hợp mà chưa đủ 18 tuổi thì phải tôi sẽ chia sẻ trao đổi với lại phụ huynh là với cái độ tuổi đó thì nếu như mà phụ huynh vẫn ép em phải nghỉ học để lấy chồng thì sẽ vi phạm về cái luật hôn nhân gia đình. Và thứ hai là cái nạn tảo hôn. Và nếu mà cái hậu quả của cái nạn tảo hôn, nếu như gia đình vẫn ép em nghỉ học để lấy chồng thì thứ nhất là không đảm bảo về cái quyền của trẻ em. Thứ hai là các em chưa đủ tuổi để làm mẹ. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái đời sống vật chất, tinh thần cũng như là sức khỏe sinh sản. Và đặc biệt là nó sẽ gây cái ảnh hưởng nếu như khi có con sinh ra thì bố mẹ không được đăng ký kết hôn thì con cũng không được quyền đăng ký khai sinh. Chính vì vậy mà sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến cái cuộc sống sau này của cả hai vợ chồng. Cái trách nhiệm nữa đối với gia đình thì tôi cũng phải tìm hiểu xem là cái nguyên nhân nào mà bố mẹ lại đồng ý cho con nghỉ học để kết hôn. Có thể là do bố mẹ là thiếu hiểu biết, có thể là cũng là do lời bà mai mối là nếu cho con lấy chồng với cái lấy cái anh đó thì con mình sẽ có một cuộc sống sung sướng. Thì do cái nhận thức gia đình thì tôi lại phân tích để cho gia đình hiểu được là thứ nhất là cái vi phạm về quyền là không được, mà thứ hai nhà gia đình mà vẫn cố tình như vậy thì gia đình cũng sẽ vi phạm vào cái luật bảo vệ trẻ em và có thể là bị xử phạt hành chính nặng hơn thì có thể là bị phạt tù. Thứ ba nữa là với cái vai trò là một bà mối thì cũng phải xem xét với địa phương tuyên truyền làm sao bây giờ cái hủ tục lạc hậu không còn mai mối mà nam thanh nữ tú thì được quyền lựa chọn bạn đời của mình và phải đảm bảo, điều quan trọng là phải đảm bảo đủ tuổi kết hôn là nữ 18 tuổi và nam là 20 tuổi mới đủ tuổi kết hôn. Nếu như làm tốt công tác đó thì tôi tin rằng là khi phân tích như vậy chắc chắn là gia đình em học sinh đó sẽ không bắt em phải nghỉ học để lấy chồng. Và tôi xin hết. Vâng, xin chúc mừng phần thi của thí sinh Nguyễn Thị Huế đến từ Đảng bộ xã Linh Thông. Xin chúc mừng thí sinh Nguyễn Thị Huế. Xin cảm ơn tình cảm của